IQ xóa hay không kệ cha người ta chứ nói gì IQ. Mày điên hả mày? Nãy giờ ở diễn đàn quậy sướng hay IQ? Ăn đi, mày ăn đi mày. Cái gì à? Ai quy lần sau đường xóa để xem clip gì không thể biết gì kỳ vậy ta? Kệ cha nó ý nó nói ý nó nói chú bác cầm là đừng có xóa cái like nó để nó vô nó thấy cái gì rồi 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 nó chip lại về nó coi nó mà À nó... không biết, như cái này là con hai con gì cũng vậy, sang nó nói thôi bố ơi, bố xóa đi, tao nghe lời tao xóa, tao có biết đâu. Nói chung là thiệt mày á, tao rất ư là vô tư. Mà con người vô tư á, thường thường là những người có nhiều người trợ giúp, nói thẳng là vậy. Còn tụi bay và tiểu nhân thì tụi bay rước đào những kẻ hại không à. Ok. Ok thì Nam Phi đó, Nam Phi nói đi. Bích Trang ơi, Bích Trang, Ủa Bích cái Trang mặt vô sao? như cái mặt đây nè, Bích Trang ơi, cái mặt chị cũng đâu có xấu đâu mà lúc nào chị đưa lên diễn đàn, chị đưa cái mặt chị lên diễn đàn chị kêu hả gì mấy đứa bưng gì mấy đứa bưng bô liếm bô gặm bô, trời ơi hả, lúc nào chị cũng như vậy hết rồi, chị không có cái gì mới hết vậy chị thèm bô lắm hả chị, mọi người xuống liếm bô ăn bô hết của chị hay sao, lúc nào chị cũng lên là hả chị cũng chửi mấy đứa liếm bô bưng bô hết vậy. Chị Bích Trang, cái mặt của chị vậy mà chị thèm bô rồi. Chị Bích Trang hôm bữa đem bịch ly kêu chị rượng đực, sao chị có rượng đực không? Bữa lúc nào lên live vẽ cái mặt cũng y như là hả hát bội gì. Bích Trang bưng ai cũng bưng bô liếm bô đội bô hết của chị, cho nên chị tức đúng không Bích Trang? Có cái gì đâu, chỉ là cái bô thôi mà, có gì to tát đâu mà sân si lên mà chửi dữ vậy. Trời ơi, hồi tối hôm qua hả, lên nhà của Lê Thương ở chú cha, được người ta khen dịu dàng dễ thương, con gái Việt Nam Cộng Hòa dịu dàng dễ thương. Trời, cái mặt của bà mà là con gái gì nữa, bà là con gái mẹ chứ con gái gì nữa. Bà Bích Trang bà tự tin quá ha, bà tự tin quá. Bà hôm bữa Google nói Bích Trang à, anh nói thiệt nghe, cái da mặt của em xài gì mà đẹp vậy? Xong Bích Trang trả lời lại nè, em nói anh đừng có nói là em khoe em xài Chanel đó. Tôi bắt ói bà Trời luôn à bà Bích Trang. Bà Bích Trang, tôi muốn ói bà luôn á. Hả? Bà giờ có phủ xi măng lên cái mặt của bà hả? Cũng là nhục mà. Nha bà Bích Trang, cái mặt của bà ngu như bò vậy hả? Không biết cái giống gì à. Bày đặt lúc nào lên like cũng vậy chứ. Bà con mình hãy đứng lên, Việt Nam mình hả đã mất về tay Tàu Cộng rồi, sắp về tay Tàu Cộng rồi hả. Mọi người thấy Việt Nam bây giờ hả, nhà lầu xe hơi vậy á, chứ không có phải là người Việt Nam đứng tên, chủ thật sự là người Trung Quốc hả? Cái đầu bò của bà chứ ở đâu ra người Trung Quốc. Bà đang sống với người Trung Quốc ở Cali, nó làm chủ bà thì có nó. Nghe bà Bích Trang khùng điên, không biết cái gì, nói chuyện như đúng rồi. Cái mỏ sơn cái mỏ cho dày vô xong rồi nói chuyện bậy không à. Hả, con mắm Bích Trang kia, con quỷ điên kia, con quỷ già điên kia, hùng long một ngày một 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 ngày nào nó cũng đưa mày lên, nó cũng đưa mày lên rồi hai đứa nó xong kiếm hộp bích đó hả, cái mặt của mày rẻ tiền bởi vậy mày mới sáp vô đó cái thằng hùng long đó. Cái gì đây IQ? Mày nói gì văn hóa của lũ bò đỏ? Đúng rồi đó IQ, văn hóa của lũ bò đỏ là vậy á. Hồi hồi sáng tao nghe mày cầm, tao thấy mấy comment mày nói á hả? Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Nè, hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa giờ ở Việt Nam không còn nữa. Cộng sản hết rồi, bây giờ hả còn hậu duệ mặt lờ không à? IQ à, nghe. Cho nên là nói ra coi chừng tao nhét cái băng vệ sinh vô trong cái mỏ mày nghe IQ. Nghe IQ, hậu duệ Việt Nam mặt lờ là chúng mày đó nha IQ. cái câu Mày này đừng có mở mồm tao ra nghe mày nói. nói là cái con cái gì con Thanh Quốc nó nói với thằng AQ rồi mà nó vậy mà nó vẫn vô à, khổ vậy tao cũng không biết nói sao. Cái mặt nó mặc dày ngày nào vô không bị bà Thanh Quốc có dùng câu đó bà nói hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa.
Mày làm như tụi mình, tụi mày là Việt Nam Cộng Hòa đấy. Gia đình này một đống người làm Việt Nam Cộng Hòa này con. Lúc nào cũng mở mồm ra Việt Nam Cộng Hòa, mày không biết nhục mày à. Cái đồ cái thứ gì vậy, chứ không phải con người nữa. Mày nói mày mày chửi người ta như thế này như thế kia, không có văn hóa. Mày có văn hóa không? Mày kêu ai là bà đỏ? Bà đỏ người mày kêu người ta bà đỏ rồi mày là cái gì? Hả? Mày là cái gì sao suốt ngày mày cứ đi 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 đòi đi nói người ta liếm bô bưng bô không à? Mẹ liếm bô bưng bô, mẹ gì bưng bô cất đổ lên đầu mày thì có, làm gì có chuyện liếm bô bưng bô. Con Bích Trang kêu chạy rồi hả? Bích Trang, cái con đàn bà ngu dốt, cái con đàn bà khốn nạn, làm như là mình là khôn lắm, lúc nào cũng vô ai chửi gì vậy. Mình phải triệt cái loại mà bưng bô đội bô liếm bô, cái mặt đẹp như vậy mà lúc nào cũng lên cũng nói là ba cái từ kinh dị. Mẹ ăn bô riết quen rồi, giờ có người á hả dành bô cho nên á hả cây cú hả. Đâu rồi ai kêu đâu, lúc nào cũng nói văn hóa này văn hóa kia, mà con người mình không có văn hóa bị đặt nói chuyện văn hóa, lúc nào cũng cũng nghĩ mình là người văn hóa hết á. Người văn hóa con làm sao đi chỗ nào cũng bị chửi hết vậy, đi diễn đàn này trong nước cũng bị chửi, đi diễn đàn kia cũng bị chửi. Bích Trang kìa, Bích Trang cũng chửi ai kêu kìa, cũng kêu chính phủ Đào Minh Quân kìa, cũng chửi Bích, cũng chửi Đào Minh Quân như như tức gì vậy kia, cũng chửi cái tụi ở đường á y như là cái bãi tha ma vậy đó. Bích Trang nè, nói chị nghe nè, chị già rồi Bích Trang à, chị có phấn, chị có phủ bao nhiêu phấn đi nữa chị cũng không che được cái vết hằn thời gian của chị đâu ha. Nhưng mà sao á hả, con người của chị già rồi mà hả không có lễ độ hả, lên live hả chửi cộng sản này cộng sản kia, chúng nó giết dân á hả, dân đang sống trong lầm than. Ủa dân sống trong lầm than sao mà dân, tôi cũng dân nè, sao tôi á hả không xin xỏ gì chị hết trơn hả, mà tôi chửi lại chị vậy, tôi chửi vô trong mặt chị vậy hả. Cái con rượng đực kia 2-3 giờ sáng lên live á hả, tô cái mặt như hát bội làm gì vậy hả? Mày 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 tô cái mặt mày lên cho đẹp vô, xong rồi mày chửi người ta vậy đó hả hả Bích Thôi. Trang, ăn rồi bộ đội bô liếm bô á hả, ngậm bô đã xong rồi à, chưa đã hay sao à, ăn suốt ngày cứ đi chửi hết người này người kia, hăm dọa người này người kia. Người có cái gương mặt đẹp thì cái lòng cũng có đẹp một tí xíu, người gì đâu mà hả bị đặt đồi á hả triệt giết người này giết người kia rồi giết tới ai rồi. Vì cộng sản thối nát thì phải chửi, thối nát bằng cái chế độ của cha anh ngày xưa của chị không hả, thối nát như thế nào, thối nát có đem quân thù vô giày xéo quê hương không, có giết dân mình không, có đem máy chém hả lê khắp miền Nam giết dân mình không, có luật 10 năm 9 không. Bích Trang đòi lên lên làm gì vậy, Bích Trang lên làm gì vậy, lên đây ngồi khóc hả, ngồi tô cái mặt lên rồi khóc hả. Cộng sản ác như vậy chứ cộng sản đâu có đầy tù binh ra hả côn đảo đâu, đâu có đầy họ cho còn hả thể không còn người, thể xác không phải là người đâu. Bích Trang hả, nhà tù côn đảo nè, nhà tù Hỏa Lò nè, nhà tù Phú Quốc nè, nhiều nhà tù Xóm Chí Hòa rồi cũng còn là nhân chứng đó Bích Trang. Rồi tội nghiệp Bích Trang mới mở miệng ra hả? Việt Nam bây giờ hả sắp mất về tay tàu cộng rồi hả, những tòa nhà có ốc thấy vậy chứ toàn là hả người chủ thật sự toàn là của tàu không à, tàu cái mã mẹ chị hả Bích Trang. Mã mẹ chị là tàu thì chị nói đại đi, cái mặt của chị đồ cái thứ đàn bà, có cái gương mặt hả cũng đâu có phải xấu mà hả thứ khốn nạn mở mồm ra nói chuyện mà hả biến trắng thành đen. Cái con người á hả đừng có mở mồm ra nói hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa nghe, bà nói bà là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa vậy bà kể ra đi, nhà bà là cái thứ gì hả, nhà tôi á hả ba tôi chú bác tôi là hả thủy quân lục chiến nè, ông ngoại tôi là sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa nè, nguyên định họ nội ngoại nhà tôi cũng là Cộng Hòa không, bà là cái đức gì ở trong cái xã hội Việt hỏi Nam Cộng Hòa hỏi cô hả. Bích Trang chú nói thì hỏi cô Bích Trang thử hỏi cô Bích Trang thử cái bức hình là một người lính Mỹ mà đạp lên một cái ngực người Việt Nam rồi tạo dáng để người khác chụp hình thì cô Bích Trang trả lời như thế nào? Nó không có trả lời đâu,
Đúng rồi Đáp đó, được. để con chửi thằng IQ nè. Để con chửi thằng IQ nè. À không, chửi không mất dạy không phải là cộng sản. Đúng rồi IQ. Đúng rồi á. Tại vì mày mày là cộng sản á cho nên mày mới chửi vậy, còn tao tao là siêu cộng sản ha. Đất nước Việt Nam bây giờ siêu cộng sản rồi. Cho nên mày làm gì mày cũng ở dưới đít của Việt Nam cộng dưới cộng sản hết đó, mày ở dưới chân hết đó, mày nói câu đó thừa rồi. Hả? Cái lũ mày đâu có chửi. Cái lũ mày á hả? Xúi người ta đánh nhau giết nhau á hả, hại hại dâu á hả, lột quần lột áo hả, đưa đưa lên trên trên Facebook để coi, trời ơi, cái bà Châu Tâm gì bên Thái Lan á, nói thiệt á, tội nghiệp bà ghê, cái thân hình của bà đẻ không biết mấy lứa, mà bà còn thua cái con heo xề nữa, mà tụi mày ép tới mức mà bà cũng lột đồ bà đem ra nữa hả. Tôi nói hả, mổ đẻ con mà mổ mấy đường cũng thấy luôn á, mày thấy tội nghiệp cho người phụ nữ đau khổ chưa. Thật Tụi mày ra bắt người ta phải làm như vậy đó. Ừ, khổ không? à, cô Bích biết Trang. đang nghe này, những người đang nói chuyện với cô là những người nhân dân, chẳng có phải là đảng viên con mẹ gì thôi. Cái cô này thì đang thợ may thôi, đó là một người dân bình thường thôi, không có là cái gì hết. Và tôi nghĩ là cô Bích Trang như sai lầm là sao, ở đây có một cái thằng gì Dũng Quốc Dũng không, đây có Quốc ta xem Dũng làm cái gì? mai, Quốc ta xem Dũng mai làm nó cái lên gì? mày. Bích Trang đâu có giấu mặt đâu mà sợ Bích Trang nè, nhìn mặt nè, nhìn mặt nè, không phấn không son nè, Bích Trang đẹp hơn Bích Trang không, nhìn nè, không phấn không miếng phấn luôn nè, mũi cao đàng hoàng nè Bích Trang, không có sữa nè Bích Trang, mắt hai mí nè, chân mày không kẻ nè Bích Trang, quá trời đẹp luôn à, mà cần chi phải lên like, không phải phải quất nguyên một đống phấn vô, son cái môi cho đỡ lồm vô, à, hạ con mắt thì xanh lè vô, cái đồ rượng đực, cái đồ thiếu đàn ông ngứa hả, con mẹ già điên khùng mới bị đặt lên like á, chửi hả. Việt Nam bây giờ hả, về tay tàu cộng rồi hả, các bạn ơi hãy nhanh tay lên, năm năm 2020 á hả, sẽ về tay tàu cộng, hòa nhập với tàu cộng, cái con khỉ khô á, tàu cộng hả, tàu cái đầu của bà, tàu ở bên Cali, bà ở sát tàu, bà diệt tàu cho tôi đi, Ừ, được xong rồi rồi, bà tôi hả được nhìn rồi. mở mồm bà về đi bà nói Ở Nam Phi à, bây giờ tôi hỏi dạ. cộng đồng mạng đó, cái cộng đồng mạng bây giờ như là 68 người ở đây, có ai chấp nhận cho Bích Trang lên like của mình không, mà yêu Không cầu cho, không cho cái con đó nó lên nó chỉ vậy thôi à, chứ đừng có cho nó lên làm gì, không phải hỏi cho hỏi rằng nó là hỏi để biết rằng cái cô ấy được đa số mà để mà phiếu bầu, để mà coi như là, đó là tự do dân chủ nha, tôi rõ ràng. Và ở đây tôi cảm thấy là không ai cho muốn cho cô lên cả, thì cái đó là tôi chiều theo số đông nha, đó giống y chang, đó là tự do nha. Có ai cho chị Bích Trang gì lên gì đó không, nếu nó là kêu no thì nó đánh chữ no vô thôi. đa số Thì là không cho, chỉ có hai người cho thôi, mà tôi nói với chị với Bích Trang là chị đâu có xứng đáng mà đi lên mấy cái diễn đàn này ngồi, tại vì chị biết làm sao không, diễn đàn này á, à, dành cư cho những xá Duy người Tân hả, không có camera mẹ ơi, không à, để coi chứ thử coi. Theo theo tao thì tao cũng cho cô Bích Trang lên, là bởi vì sao, tôi với cô Bích Trang không có thù hằn gì cả, và yêu cầu cô Bích Trang, tôi hiểu là cô Bích Trang rất là chửi tôi rất là nhiều, nhưng mà tôi vẫn cho cô lên. Lý do tại sao, để coi cô nói cái gì và cô phản biện cái gì. À, các cô các chú và các em, và rồi rồi bây con giờ đâu con sẽ xuống, con đồng ý không, con xuống rồi xíu nữa có gì thì con lên, ok đúng cứ không? cho nó lên cũng được, cứ cho nó lên nó cũng được, nhưng lúc nào nó chửi thì bác nhớ quất nó xuống liền, bác biết cho người xuống rồi đúng không, À, có dấu xéo trên cái chỗ cái màn hình đó à nha, giống nhân trên màn hình có đó, dấu lúc nào xéo nó trên, chửi là bác quất cho nó xanh mồm, nó nói thì cho nó nó làm màu lại xanh cỏ luôn. lý lẽ và dẫn chứng logic, lý luận tiểu sử lịch sử, đừng có nói ngang, đừng có nói bừa. Ok Bích Trang, ok tôi đưa cô lên, ok tôi còn xuống đi, tôi đưa cho Bích Trang lên, ok Mang từ 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 để con nói với IQ, rồi. cộng sản hèn, cộng sản hèn đúng rồi mày, nhưng mà hả, cho Bích Trang lên nó, còn mày là cái thứ gì không cho mày lên, coi như mày là cái hột Không, bụi nói luôn á, đàng mày hoàng, nói đàng không hoàng có thì sẽ no đưa name lên. trong cái xã hội này luôn á, nghe IQ Ok. rồi con xuống đi, bye bye mọi người.